À, kính bạch trưởng lão, đức trưởng lão con Minh Thống, con xin kính trình đức trưởng lão. Đêm hôm con bị con bệnh khớp, nó nhức quá, nhiều quá, nó làm con nóng lạnh suốt cả đêm. Từ 7 giờ con chiến đấu tới tới sáng, nó vượt qua được, nhưng vì nhức quá không ngủ được, cho đến lúc 2 giờ con dậy được nửa tiếng, lớp nó nhức, lớp nó không ngủ được, cho nên con có xin khai giới cho con được nghỉ. Kính xin kính trình đức trưởng lão, và con xin phép cho con uống thuốc có được không, vì nó đạo lực, vì nó đau tới hôm nay nữa là 4 ngày, mà hồi hôm này con là nặng nhất, không tu hành gì được cả, mà cái bệnh này con dùng tác ý đuổi nó không đi. Con xin đức trưởng lão từ bi quan hỷ cho con. Được rồi, con thấy cái đạo lực của mình yếu, mà mình dằn dai mình đánh với nó không thắng, thì thôi mình rút, để cho mình có thời gian mình tu tập, để mình huấn luyện được cái đạo lực cho mình đầy đủ hơn, mình mới chiến thắng. Chứ còn bây giờ cái sức của con mà bây giờ kéo nữa, có lẽ là con chỉ sụm tại mặt trận chứ không thể vượt qua được đâu. Cho nên bây giờ đã con uống thuốc cho nó đỡ, nó giảm đi được, chứ không có gì xin. Bây giờ nó cần uống thuốc thì con xin khai giới ra, giữ gìn. Và nếu mà ngủ thì ăn ngủ không phi thời mà, do đó thì con cũng thể mà xin khai giới ra để cho mình nghỉ phi thời, vì con đã xác định được cái giờ nào con thức mà giờ nào con tu. Mà bây giờ vì bệnh á, con phải cần phải phục hồi nó bằng cách là ngủ, thì do đó thì con có thể mà con khai giới ra, để chuẩn bị cho mình đủ cái sức lực để khi đó mình mở mặt trận là mình quét á, chứ còn không có đầu hàng nữa. Một là chết, hai là sống. Bởi vì có những cái bệnh như vậy đó, thì mấy con phải có cái sự quyết định. Nhưng mà trước khi quyết định là mình nắm vững pháp chưa? Nghĩa bây giờ nó, ví dụ như bây giờ dự định vô lậu, có con nắm vững chưa? Rồi tới cái nhiếp tâm và an trú trong một phút á, có chỉnh đốn chưa? Rồi cái tứ niệm xứ có nắm vững chưa? Tất cả những cái này đều là mình vững hết rồi, thì bắt đầu bây giờ thì không đầu hàng nữa đâu. Một là coi như cái lực lượng của mình, mình nắm vững cái lực lượng của mình so lại với cái nghiệp lực của mình, hai bên tương đương hoặc là mình hơn, thì bắt đầu mở mặt trận đó. Còn mình còn thiếu, như bây giờ ví dụ như định vô lậu mà có con còn yếu, thì có con chưa đủ sức, thì nó đánh qua một cái góc độ khác, thì niệm con không có cách thức nào, thì bằng bắt buộc mấy con phải ức chế, tức là chịu đựng, thì mấy con không sạc. Còn cái nhiếp tâm và an trú tâm mà cái thời gian nó còn ngắn quá, mà con không đuổi được những cái bệnh hiện mình đang có, mình thấy mình đuổi chưa được. Vì vậy thì mình đuổi được thì mình phải có cái sức an trú. Vậy thì mình chuẩn bị về cái phần an trú, bởi vì mình biết mình là con người có bệnh, thì con sẽ ôn pháp thân hành niệm mà tập. Mấy con sẽ tập cái pháp thân hành niệm, bởi vì có bệnh là phải tập cái đó thôi, không có tập cái pháp được, không khác pháp được, để đối trị với bệnh. Để khi đó mình chuẩn bị tư thế của mình thẳng ngoài hoàn toàn, để lúc mà nó cần thiết là mình phải ôn pháp thân hành niệm ra mình quét. Cũng như sư Phước Tồn, con bị bệnh thì con bây giờ hiện giờ là ôm pháp thân hành niệm mà diệt cho sạch 3 cái bệnh của con. Cho nên mấy con diệt cho sạch hết rồi, rồi sau khi mà tu tứ niệm xứ là mấy con sống chết với nó, chứ không phải là trong lúc đó thì mấy con còn có cái mà giữ cái tâm thanh thản bất động của mình để mà chiến đấu với cái pháp tác ý để mà đuổi nó thôi, chứ còn không có mà nói là tôi đi thân hành niệm nữa, không có nữa, mà thân hành niệm bây giờ là dẹp nữa. Nó phải như vậy, chứ không phải là lúc bây giờ tu tứ niệm xứ nó có đủ pháp ở trên tứ niệm xứ để mà quét ra. Buồn ngủ không cầm thì mấy con cũng không phải là còn như xưa nữa đâu, khi đó thầy giảng cái mặt tặng cho con, các con biết lúc bây giờ nó bị cái gì là mấy con phải ở trên cái tứ niệm xứ mà đánh nó ra, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng giữ tứ niệm xứ để bảo vệ cái chân lý của mình. Chứ tất cả những cái vật sanh tử, vật nghiệp bao giờ nó cũng che khuất cái chân lý của mấy con hết, nó làm cho mấy con mờ mà mất đi cái chân lý của mấy con, tức là cái trạng thái thanh tạng là vô tự, nó làm cho mấy con không còn có cái trạng thái này nữa. Đó, thì hôm nay thì con xin như vậy thì thầy chấp nhận quan nghĩ cho con. Để rồi từ đây về sau tập luyện cho nó kỹ lưỡng những gì mà thầy nói để mà ghi chép kỹ lưỡng, nhớ kỹ, và tập có cái gì sai thì phải hỏi, nhất là tứ niệm xứ.
có cái gì thì mấy con phải đến đây, mấy con ngồi đây, mấy con tập rồi mấy con xin thầy một buổi nào đó con sẽ đến đây, con xin thầy con sẽ tập tứ niệm xứ để coi con nhiếp tâm đúng hay sai. À, có như vậy mới mấy con mới biết mấy con nhiếp đúng hay sai, chứ còn mấy con ở thất mấy con tu riết rồi nhiếp tâm là thành ức chế tâm nó thì chết được rồi. Nghĩa là thay vì nương vào hơi thở thì mấy con cứ tập trung trong hơi thở riết rồi trời ơi con tu tứ niệm xứ mà cái đầu con bây giờ sao nó nhức quá trời. Cái này là sai, con tu tứ niệm xứ mà giờ sao trời đất ơi các cái tưởng nó xuất hiện ra như thế này, nào là thinh tưởng, nào là sắc tưởng, nào là hào quang sáng gì nó đổ ra cả đống như thế này. Thì lúc bây giờ thì mấy con đã tu như vậy, cho nên vì vậy mà ngay từ bây giờ mà thầy dạy các con đứng ở trên cái hơi thở để mà quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp thì mấy con phải tập, rồi mấy con người nào cần thiết thì cứ đến đây, mà còn mấy con đã nắm vững được rồi thì con, chứ mà chưa được thì mấy con đến đây mấy con phải trình bày cho thầy tất cả những cái điều căn bản nhất là mấy con phải nắm được tứ niệm xứ mấy con được. Và đồng thời sự hướng dẫn của thầy nó cần kỹ lưỡng để cho các con biết cách mà ôm được cái pháp tứ niệm xứ, để ở chỗ đó mà nhìn lại tứ niệm xứ. Không phải thầy dạy các con ở đây rồi các con về tập, tập trong một phút mấy con sẽ thấy như thế nào, hai phút nó thế nào, nó thay đổi chứ nó không phải đứng một chỗ đâu mấy con. Đừng có tưởng mấy con tưởng bây giờ hít vô tôi biết, hít vô thở ra biết, tôi cảm nhận toàn thân tôi. Nhưng một chút con cảm nhận được chứ lát nó đi đâu rồi, nó chạy đi hết chứ nó không có ở đó, nó cảm nhận hoài đâu. Cho nên nó không phải dễ đâu. Nghe nói thì dễ, những nó dễ trong trong tích tắc đó, thì thấy nó làm được đó. Nhưng mà rồi chút nữa nó vuột tay nó chạy tuốt, lúc không nó không quan sát nữa mà nó chạy nó quan sát ở chỗ nào đó thì mấy con coi chừng tập. Rồi không á thì nó bám vô chỗ nào đó, nó cứ bám cái bụng phình lên sập xuống nó riết nó cũng thành ra thì mình sắp tệ hết tiêu nè. Cho nên đâu phải chuyện dễ đâu, cho nên thầy nói nhắc nhở cho mấy con kỹ là mấy con phải biết cách thức của mình khi mình tu tập là mình phải trình bày mình thưa hỏi, tức là mình có sự quyết tâm. Còn thầy kêu ra thì dọn bài mấy con là bắt buộc. Bắt buộc tức là mấy con sẽ làm lấy có, hiểu không? Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ thầy kêu là bây giờ bốn thầy đến đây ngày mai đến đây thì kiểm tra, tức là bắt buộc mấy con. Còn mấy con nhiệt tâm, mấy con quyết định tu thì mấy con bây giờ con xin thầy ngày mai đó con xin thầy để con đến đây con kiểm tra gì con. Con lén lén con nói thầy chứ không mấy thầy tập trung đông với thầy làm mệt nữa. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà có con nói thầy thì thầy sẽ tìm cái chỗ nào đó thầy yên tĩnh thì hướng dẫn cho con.